Vâng, mình chào toàn thể quý vị và các bạn. Nay tôi lại làm một cái chương trình cùng với anh Hiệp ở hợp tác xã cây cảnh Thăng Long. Vâng, xin chào anh em nhé. Vâng. Hôm nay mình lại như thường lệ sẽ có những video để nên để giới thiệu với anh em, và hôm nay có một cái điều rất đặc biệt. Vâng. Đó là có một món hàng vô cùng quý mà rất lâu rồi hôm nay mình bà con mang đến là nó có 2 4 có 10 cây dàn văn hiến. À, thế anh em mình đi đấy, đi ra đấy để giới thiệu với bà con. À, đây. Em thấy cái mẫu này đang hot. Cây này là anh em đang vẫn là những cây anh em vừa chỉnh đấy đây. Nhưng một số anh em vừa làm xong và một số bắt đầu rồi, đang bắt đầu. Như cây này là, này mình sẽ đo cho anh em nhé. Vâng. Để xanh Nam Điền trực văn nhân. Xịn luôn nha, văn nhân thì rất đẹp rồi. Cái này về cao là 1m15. Vâng. Về ghép với ông Thọ đây anh nhỉ. 1m15. Làm dáng ông Thọ quá đẹp phê luôn. Vâng. Cao 1m15. Anh đo cho cổ thân này được 20 năm. Còn vâng. Đo chỗ này phải được 30. Đúng rồi, xúc động quá. Đẹp không? Vâng. 5,5 triệu. Bao ship nha. 5,5 triệu. Em thấy về nhiều đấy nhỉ, một lô này. Có chục cây, có chục cây. Đây, cây tiếp theo này. Có những cây rất đẹp. Anh em nhanh chân đi, không có nữa. Vâng. Quý vị xem này. Ưng cây nào thì alo anh Hiệp. Cái này không? Cây số 2 này, cũng 1m1 này. Vâng. Cao 1m1 này. Hoành là được 42 này. Vâng. Cây này cũng giao với anh em là 5,5 triệu này. Cây này thì mình chốt rồi này. Anh em chốt được mấy cây anh em đến anh em. Một số anh em điện cho mình chốt rồi. À. Cây tiếp theo này. Vâng. Cây này mình chưa vặt lá nhé. Hay vặt lá một tí chung ảnh. Vặt được. Rồi vặt tí cho nó đẹp cho các bác ngắm cho kỹ nhé. Thôi chú cứ đặt ống kính ạ. Ok anh. Xong các bác phải đi dây và đẹp lắm. Mình sẽ tuốt nhanh tay một. Thôi, đâu biết gì phân tích đâu. Ừ. Đây, có bác Dân, bác Dân người Sài Gòn này. Hôm nay ra hợp tác xã tham quan. Bác Dân hôm nay ở Bình Dương đây nhá. Bác về với hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long đây này. Đây, giới thiệu với anh em đây là một tác phẩm gọi là Xanh Nam Điền. Anh em vẫn đang gọi cái dáng này gọi là dáng văn nhân. Gọi chung thì thôi. Còn sau mỗi một đường nét thì mỗi một nghệ nhân họ sẽ có những cái đường đi nó cũng gọi là khác nhau một chút, nhưng nói chung thì nó vẫn gọi là văn nhân. Theo quan điểm của bác Dân thì đánh giá tác phẩm này thế nào bác Dân? Mỗi người một gu, cho nên là cũng tùy theo người chơi nữa. Nhưng mà cái này thấy cái tạo tác cũng dày công anh. Theo bác ở trong Bình Dương thì trong miền Nam họ có cái lối chơi này không? Không, trong ấy không có. Ở miền Nam họ không có lối chơi này đúng không? Đúng rồi. Đấy, miền Nam họ có một cái lối chơi riêng đúng không? Miền Nam thì họ hay chơi theo cái lối gì bác? Bác chia sẻ một chút về cái cảnh miền Nam như nào? Ở miền Nam ấy thường ấy là họ chơi theo cái cây bài. À, cây bài. Tức là cây bài là cái cây mà nó chi 1, chi 2, chi 3. Gọi là thế bài đúng không? Và thường ấy là họ chơi cái thế ấy kiểu như lùn lực. Ở ngoài mình gọi là lùn lực ấy. À lùn lực thế rồi. Dáng bài. Đúng rồi. Nó đơn giản nó như cái dáng máy đình ngày xưa ấy. Hai bên này này. Đấy, đấy. Đấy còn là dáng máy đình. Cái thế của miền Nam chơi là họ rất phổ cập đấy, bởi vì nó mang rất nhiều những cái đường nét là gửi gắm cái thông điệp giáo dục vào đấy đúng không bác? À. Đấy. Có nghĩa là chơi cây nó cũng như con người. Nó luôn luôn như con là cái cụ ở nhà phải có lóc, mà cây thì bao giờ phải có quả phúc, và nó như con người thì càng về già thì càng hậu, thì mình phải làm nhiều điều lương thiện và giúp đỡ được nhiều người thì càng về cuối thì quả phúc nó sẽ dày đúng không? Thì về càng tuổi càng cao thì càng được hưởng những cái sự gọi là niềm vui an nhàn của tuổi già, có đúng không bác? Bác vâng đúng rồi, thì thường đấy là cái cách chơi cây của mỗi một vùng miền thì họ cũng có những cái lối riêng. Thế theo như bác Dân mà quan sát mà cái cây này ở ngoài miền Bắc với cái cây miền Nam ạ,
cây này năm nay là như các bà con ở xã Viên trồng năm nay là 12 năm. Đứng lúc mà cắm là bằng bằng cái que tăm này. Cắm thẳng đứng theo cứ luôi theo được vặn như này. Mà đến giờ mà bà con đang được báo giá ở thị trường bây giờ mà gửi đến anh em là bằng 5 triệu rưỡi một tác phẩm thì theo bác là giá nó có ổn định không hay là cao quá? Thực ra nếu mà 12 năm mà mới được cây bằng này với cái giá đấy thì cũng cũng không có gì là cao cả. Nếu mà đây... chia đều ra cho 10 năm như vậy thì cũng có được 500 ngàn một năm. Đây là bác này, bác ấy làm một cái lô đất này là trên một sào đất. Chú làm một sào đất và chú trồng ở một sào đất để chú chia ra là được 60 cây. 60 cây mà chú cắm từ cái giống năm nay là 12 năm. Thì chú cũng mang đến chú báo ở với xã là nhờ cây cảnh Trần Hiệp và bà con đây báo là bằng 5 triệu rưỡi bao ship. Đấy. Và sau đó trừ phí đi chắc thì cũng phải mỗi cây mất vài trăm ngàn. Và sau này khi bán hết thì chú sẽ trích lại một phần hoa tức gửi lại những bà con hợp tác xã. Đó là cái công thứ nhất là vận chuyển và là nơi trung tâm giao dịch phục vụ bà con trên khắp miền Tổ quốc với những cái sản phẩm giới thiệu với anh em. Đấy là cái giá nó đưa thì bác thấy nó hợp lý đúng không? Đúng rồi, nó cũng hợp lý thôi. Đấy, chơi cây cái người chơi lại hơn người trồng. Chơi cây thì người thì bác phát biểu cho một chút xem nào. Vì 12 năm mới được bằng này. 12 năm mới được bằng này. Thế bây giờ trong 12 năm người ta ăn, người ta sinh sống làm sao? Đúng không? Những cái ông mà đi mua được cái này thì ông ấy mua cái là ông chơi ngay. Mua chơi ngay. Ông đi kiếm tiền rồi, giờ cái việc khác ông ấy rõ ràng là ông đi mua này là ông lợi hơn. Chứ nếu mà ông ấy bỏ thời gian ra, ông không đi làm việc khác, ông ở nhà ông chồng lâu lắm. Vừa rồi em có quan sát một cái tác phẩm ở trong triển lãm của Bình Dương ấy. Vừa rồi đó là cây gì nhỉ, chú Mạnh con sai nhỉ? Bình Định. Ở Bình Định cái cây gì đấy nhỉ? Cây ông Thọ thôi. Ông Thọ nhưng mà có cái cây gì bên cạnh đấy nhỉ? Mà hình như cũng xanh. Mà rất nhiều người khách hàng từ miền Nam cho đến miền Bắc chỉ cần nói với chủ nhân là đặt ra giá cũng được là bác ấy sẽ chốt. Đấy. Nhưng mà chủ nhân họ lại vẫn chưa có nhu cầu muốn thả. Họ bảo là tôi làm mãi được cây đẹp mà tôi muốn để tôi chơi một chút thôi. Thế nhưng về với hợp tác xã nhé, là các bà con thỏa sức để đam mê cái sự niềm vui của các bạn. Đấy. Và những cái sản phẩm đây thì bà con cũng làm đến hoàn thiện đến gọi là 80% rồi, vẫn còn 20% nữa là ông Thọ đi hoặc để ghép những cái tiểu cảnh bên cạnh hoặc là sẽ theo đuổi cái ý của mình thì bà con có thể cứ liên hệ với hợp tác xã, chúng ta sẽ chọn cho mình những cái tác phẩm ưng ý. Cá nhân bác dân thì bác có thích những cây kiểu này không? Thì lối chơi của bác có theo như mình ấy thì những cây này nó theo mình chơi theo cái kiểu cây tự nhiên. Vâng. Đấy, mình thích cây tự nhiên và nữa là những cái cây mà nó không theo cái thế nào ấy thì càng đẹp. Vâng. 5 triệu rưỡi một cây thì cũng theo em thì quá rẻ ấy. Nếu mà tính thời gian nó công suất ra thì là rẻ. Vâng, thật. Quá rẻ. Chục năm trời của người ta. Đấy như bác bảo là 10 năm đấy người ta ăn gì. Đến bây giờ mới được thu hoạch. Có những cây thì cao, có những cây thì lùn. Để nói chung là các bác thỏa sức sáng tạo. Tùy không gian lớn thì sẽ chơi những cây cao, cây lớn, không gian nhỏ thì chơi những cây nhỏ. Thì nó cũng hơi nhanh tay một chút các bạn nhé. Nhưng để nhà cho chú Mạnh, chú sẽ đặt ống kính để kỹ vào đây. Mà bác sẽ quan sát được nhanh hơn. Đấy, thì bắt đầu đây sẽ là cây số 1 chú Mạnh nhé. Vâng. Đây là cây số 2. Vâng, đây cây số 1 này. Cây số 2. Và đây là cây số 3. Vâng. Mỗi một cây là giá bình quân là bằng 5 triệu rưỡi đổ đồng. Số 3 5 triệu rưỡi. Đây, và cây số 4. Cây số 4 đây nha. Các bạn quan sát bình đứng này là cái chiều cao của cây như này. Đây. Cây số 4. Cây số 5. Cây số 5. Vâng. Giá là 5 triệu rưỡi bình quân, cây số 5. Đây là cây số 6. Một lô. Cây số 6.
6 và cây số 7 mạnh nhá. Vâng. Chúng này đặt tiếp ống kính cây số 8 đi. Nào, anh cứ chỉ để cho bà con nhớ. Cây số 6 là cây số 7 này. Vâng. Và bên này là cây số 8 này. Tất cả là có ba cây đảo địa Vân Tùng này. Đấy, cây này là cây đảo địa này. Ừ. Trên này quật xuống rồi. Gấp đây. Sau đó sẽ làm những cái tán Vân Tùng với cây này. Cây số 9 này. Cây số 9. Cây này nô này là cao từ mặt chậu lên là được 1m1 anh em nhé. Cây số 9. 4 cây đều như nhau. Và cây số 10. Mà. Cây số 10. Cây số 11. Cây số 11. Toàn cây đẹp. Và cây số 12 là cây này. Cây có lá này. Vâng. Giao lưu với anh em là bằng 5 triệu rưỡi một tác phẩm. Vâng. 5,5 triệu. Anh em chốt tác phẩm nào và anh em chụp ảnh tác phẩm đó. Đấy. Xong rồi gửi cho Trần Hiệp thì anh em sẽ ok. Ok anh. Này. Tác phẩm Nam Điền ở giữa đây. Tác phẩm này là bà con vừa mang đến, sẽ chưa kịp làm cỏ chú Mạnh ạ. Sẽ làm cỏ xong và sẽ xem đất hơi ngoái. Đây là một cây Nam Điền rất đẹp các bạn. Nhìn như kiểu cái dáng con thú gì ấy. Đây là cao 75. Tàn rộng là 1m3. Cây này thì giao lưu với anh em là 30 triệu. Xanh Nam Điền. Cốt già. Mặt sau đây quý vị. Ba mươi triệu. Cây đỗ quyên đẹp à? Hôm nay hoa sướng à? Cây hoa đỗ quyên gì? Bắt đầu lên hoa, bắt đầu ra hoa. Quá đẹp luôn cây hoa đỗ quyên. Cây này sẽ ra đến đỏ này. Này hết sẽ ra được hết tháng 3 dương này. Tháng 3 dương hết để nào được? Phải hết tháng 3 âm. Thế cơ à? Hết tháng 3 hoa âm. Hoa đỗ quyên bền trong vòng 3 tháng. À. Chiều cao là 55. Tàn rộng là 80. Hoành cây này được 30. Cây này giao lưu với anh em là 35 triệu. Đẹp nhỉ. Hoa bền thế cơ anh. Bền lắm. Cây bền lắm. 3 tháng. Hoa 3 tháng. Dân ơi. Dạ. Cái phong này bác dân thế cô ok không? Hôm nay đẹp thế này. Yeah. Đấy, cái phong này, cây này của Nhật đây này. Đây, cây này đúng chơi kiểu dáng trực bài của... Hôm nay bắt đầu cây bị bật hết nọc với anh em nhé. Của miền Nam đây gì? Đấy, đúng là dáng bài, dáng miền Nam đây này. Đấy, nhìn hôm nay phê đúng không? Đúng phong lá đỏ thật nhỉ. Cái này làm em đang báo 120 triệu. 120 triệu. Xanh Nam Điền dáng văn nhân đây. Cái này báo với anh em là bằng 20 triệu nhé. Bà con đang gửi anh. 20 triệu thôi à? Cái cây này cái chi mà chi nó ngoáy kìa. Nó không có đẹp. Đấy, ở trên ở dưới đều không đẹp. Bây giờ phải chấp nhận cắt đi xong rồi cho nó 20 triệu. Nhưng mà vẫn phải làm. Phải làm.
sướng à? 20 triệu. Một xài mạnh, một xài thỉnh lắm. Càng ngày càng nâng cao tay nghề. Nâng cao tay nghề, thế nào là nâng cao tay nghề hả anh? Càng ngày lúc mới vào cây cũng 1 năm rồi mà nghe sắc sắc. Thấy ơi, đẹp chưa? Cái này mà anh em nào bây giờ mà chốt cái này mà liên hệ cần thì liên hệ chú Mạnh nhé. Vâng. 15 triệu. Đây chủ quyền của chú Mạnh. Ừ, đã lại lên giá chưa, chủ chưa bảo gì đã lên báo 14 này đã lên 15. Đi thì mình đây về một cà phê chứ chỉ đây không có cà phê uống. Cà phê. Chú Mạnh chủ nhân gây ý đấy. Đây anh. Đây cái xi. Cái xi này 6 triệu. Và 6 triệu đấy, cây xi. Ngồi trên cái hòn đá rất là hay. Đấy, quý vị ưng thì alo anh Hiệp 0399903128.